Cho đến cái ngày nào mà mình được tỷ bạc để mình làm phước lần thì lúc đó mình chết rồi. Tao nói đừng có mong già mới toan theo Phật, bao năm mồ quang rặt tuổi xanh, mình tính mình già mình mới chết mình mới theo Phật, chứ bây giờ còn tuổi trẻ thôi á thì gán đi quậy cho nó sướng rồi. Nhưng mà ai ngờ đâu thấy kìa, chết 17, 18, 19 tuổi, chết xì ke ma tí không ở thành phố á, chết gì không đó. Hồi xưa trong kinh nói có cái đoạn độ Đức Phật độ về cái tư tưởng này nè, là người ta kêu là dâm nữ liên hoa sắc. Thực ra nói dâm nữ chứ thực ra bà không phải là như vậy, mà bà có cái tư tưởng thôi. Như thế này, bà là một cái cô gái đẹp nhất trong thành đó. Cái bữa đó là Đức Phật đi đến giáo hóa cho rất là nhiều người. Cái bà mới thấy người ta đi tu nhiều quá, bà cũng tiến về tịnh xá Đức Phật và tính là xin xuất gia tu. Cái bà đi giữa đường, nói bà chứ lúc này là cô gái mới có 17, 18 tuổi thôi. Đi giữa đường cái cô gái này mới khát nước á, xuống cái dòng sông. Hồi xưa người ta xuống dòng sông người ta phát nước lên uống không à. Còn bây giờ á, mình ra cái dòng sông mình phát một cái mình uống một cái chắc câm luôn quá. Tại vì ô nhiễm môi trường á, cái sông Cửu Long của mình bây giờ nè, Trung Quốc nó chặn lại rồi. Mekong á, nó chặn lại làm thủy điện. Ở dưới hạ nguồn này khô nước, nước mặn ở ngoài nó rút vào vô. Rồi không có nước chảy, ô nhiễm môi trường, không có thông lòng lòng kinh, các cái nước dưới hạ lưu này bây giờ chịu thiệt hại rất là lớn về cái dòng sông Mekong của chúng ta. Nên á, hồi xưa thời Đức Phật mà cô xuống sông Hằng cũng phát nước lên cô uống, thấy cái bóng của cô á in xuống cái dòng nước, mái tóc thước tha quý vị, mái tóc thước tha thước của cái lứa tuổi 20, lứa tuổi 18, đẹp lắm quý vị. Mà cái lứa tuổi này mà được Đức Phật tả ở trong một cái đoạn là lịch sử của Đức Phật. Khi mà Đức Phật là ngài trước khi cưới Yajudala đó, thì có một cái cô U Đà Di đi theo hầu hạ ngài. Mà cô U Đà Di này rất là đẹp quý vị. Khi mà ngài từ giả cô U Đà Di đó, ngài mới nói là tiếng tâm của nàng ta nghe như vang xa ngàn dặm, điệu nghe thường đầm thắm đáng ưa nhìn, không biết cố ý hay vô tình, ta thấy một hình ma đang ẩn hiện. Nàng U Đà Di rất là đẹp, mà Thế Tử Siddhartha nói là như là một hình ma đang ẩn hiện. Cái này Thế Tử mới nói tiếp là đôi mắt của nàng quyền nhung đen lay lấy, làn mi cong như lưỡi hái của tử thần, đôi mày liễu xô dần vào vực thẳm, miệng của nàng cười như đóa hoa tươi thắm, ngầm bảo rằng người say đắm cuồng si, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì, làm sụp đổ cả thành trì kiên cố. Này U Đà Di, tiếng của nàng cười ta nghe như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Này U Đà Di, ta nghe như trong gió tiếng thì thầm, dục ta hãy mau đi tìm chân lý đó, ta đi tìm cái không mới có, đưa nhân loài thoát khỏi bến sông mê. Thấy Đức Phật tả cái cô gái đẹp mà đẹp như ma, thấy không? Ta là đẹp như ma, ma đẹp lắm, ma nữ là đẹp nhất đó quý vị. Cái nên cái cô nào mà thấy mày là đi dụ người này dụ kia, ta là ma nữ á. Thiệt ma nữ đẹp lắm. Ba cái cô gái ma nữ con ma dương đi xuống là quậy Đức Phật lúc ngày ngồi ở cội thiền, cội ở Trạch Ni Liên Thiền, thấy không? Ba cô đẹp hơn hoa hậu nữa đi xuống quậy đó. Mà đó thì cái dáng của cô liên hoa sắc này in xuống dòng nước, thấy mái tóc xanh xanh của lứa tuổi vậy thì cổ lá trời, mình mới có 17, 18 tuổi thôi, giờ đi tu uổng quá, thôi bây giờ mình quay về mình có chồng hay mình đi quậy thời gian đi cho nó sướng, rồi mình tu già cũng đâu có sao đâu. Tu là hồi đầu thủy ngạn mà quay lại nhìn thấy bờ liền, thôi giờ mình xuôi máy chèo ra khỏi bờ đi, tới chừng già già mình quay lại cái mình nhìn thấy bờ đâu có sao đâu. Nghĩ như vậy, cái tư tưởng của cô là không đi tu bây giờ mà phải ăn chơi cho đã, đi nhậu đi nhẹt rồi sau đó trải nghiệm cuộc đời cho nó biết hết tất cả gì trên đời hết, rồi lúc đó đi tu có muộn gì đâu. Đức Phật nó niệm Phật nó có từ 1 tiếng đến 10 tiếng, từ 1 ngày đến 7 ngày à, rồi được Đức Phật rước về cõi cực lạc rồi khỏe. Mình sống tới 60 tuổi thì mình sao đi chơi 5, 9, 5, 11 tháng rồi thêm 23 ngày nữa đi, rồi đó mình tu cũng được rước vậy phải không? Có cái tư tưởng đó. Nên á, cái cô mới vừa tính quay lại thôi, mới vừa tính quay lại thì gặp một cái cô gái. Gặp cô gái cũng đi trên đường, cô ta thấy cô gái này lạ lùng lắm. Tại vì trên đời này hồi khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ cô chưa thấy ai đẹp như cô gái đó cả. Đẹp đi tướng thước tha thước,
Cái cô kia hỏi là em đi đâu vậy? Cái cô này là em đi tu mà giờ em thấy em đẹp quá, em muốn về, em tận hưởng cuộc đời rồi, em sao em mới đi tu chị ơi? Là vậy là em bây giờ em về nhà trên hướng đó ha, chị cũng đi hướng đó đó. Thôi hai chị em mình cùng đi. Sao đi từ 8 giờ sáng đi đến trưa. Hồi 8 giờ sáng thì cô này khoảng 20 tuổi, đi đến trưa sao thấy cô này 30 đến cô này 40. Đi đến chiều sao thấy một cái bà già đi cặp mình, răng thì rụng, mắt mờ, tóc bạc, nói năng thì rung, rồi chống gậy đi lụm cụm, hồi ngã ngang xuống chết còn bộ xương không à. Cái cô liên qua sắc này cô mới ngỡ ngàng, cô là trời, sao hồi sáng cái cô gái đẹp còn hơn mình nữa, sao chiều thấy cái tướng của bà già tàn tệ nhung nhang như thế này. Cha, vậy là mình hồi nhỏ đẹp đây, lớn lên rồi già cũng như cô này. Cổ mới suy nghĩ, vậy là sắc đẹp nó không tồn tại mãi, sức khỏe không tồn tại mãi, sẽ bị bệnh tật, sẽ bị lão hóa đi. Và cuối cùng mình cũng trở về với các bụi, mới đến một mai, giàu sang cũng mất, bạc tài cũng tiêu không? Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung con gò một chạy đi đâu. Thấy không? Như vậy rồi mới giác ngộ, nhìn nó mới giác ngộ. Rồi cô quay lại, cô quy y Phật. Đức Phật nói thiện lai tỳ kheo, tóc rụng xuống đắp y lên thành tỳ kheo, tu trong vòng chưa đầy 3 năm cô đắc quả A-la-hán. Như vậy thì hỏi cô gái mà đi theo cô là ai? Đó chính là Đức Phật của chúng ta đấy. Đức Phật sáng ngày nhập đại bi định, ngày nằm nghiêng ngày nhập đại bi định, ngày thấy ở trong dân gian quán xét ai có nhân duyên với mình từ nhiều đời nhiều kiếp thì ngài sẽ đi đến hóa độ người đó quý vị, và thấy liên qua sắc có cái tư tưởng muốn thối chí bồ đề, muốn trở về hưởng lạc, trở về hưởng cái ngũ dục ở trong thế gian, nên ngài hóa thân ra. Cái tâm của Đức Phật là vậy đó, lòng từ bi rộng lớn đó, độ một người cũng phải đi đến độ tới tận cùng. Đến bây giờ quý vị, có bữa trước thầy đi giảng, cái cô đó là đạo tràng con có 30-40 người, thấy ít quá trời, con thầy thỉnh thầy lại con thấy ái nái dữ lắm. Dạ thưa Đức Phật, ngày xưa độ con người Đức Phật cũng độ nữa, mà bây giờ tới 30-40 người mà nói là ái nái thì sao? Đệ tử Phật ấy, mà Đức Phật còn độ một người, mình là đệ tử Phật mà mình đi lựa đạo tràng lớn thì sao? Nhân duyên chứ không có lựa gì đấy, chứ có nhân duyên là gặp, không có nhân duyên là tan thôi. Có duyên hiệp hết duyên tan, chứ không phải nhiều hoặc ít. Ở đây tu theo đạo Phật không tính nhiều không tính ít. Ví dụ như chỉ có một người thôi mà mình độ người đó đắc la hán, người đó độ cho vô lượng chúng sanh, vậy là nhiều hay ít? Bây giờ mình độ 1000 người không có người nào đắc hết, nhiều hay ít? Cũng là ít thôi. Ít hay nhiều là do là nhân duyên tu hành thôi, chứ đừng có tính ít nhiều chỗ này. Cái thứ hai đó, cái thứ ba đó gọi là cái tích lũy nghiệp, là mình làm dần đi lên. Cái cuối cùng là gọi là cái cận tử nghiệp, là cái nghiệp mà mình sắp chết đó quý vị. Cái nghiệp này nó ghê lắm quý vị, sắp đến chết cái gì nó cũng quay lại nó đòi mình hết đó quý vị. Cái tất cả nghiệp quả quay lại đòi, nên lúc đó không có nhớ niệm Phật đâu quý vị. Nên quý vị phải tạo niệm thành cái thói quen, tạo thành một cái lực tu, tạo thành một sức tu, tạo thành cái nội lực trong tâm mình, thì cái đó mới có thời gian mình tập trung, mình dẫn công lên để mình tu, để cho có cái nội lực của mình, thì lúc đó mình mới vượt qua được con ma nghiệp vào lúc trước lúc chết, gọi là cận tử nghiệp. Có cái chú này cũng đi đạo tràng, cái khi mà chết đi á, có bà vợ rất là đẹp, lớn năm mấy tuổi, có bà vợ đâu hai mấy gì à, rất là đẹp quý vị. Khi mà ông vừa tắt thở đi, bà vợ khóc quá trời, anh ơi anh sao anh chết, bỏ em phòng lon gối chiếc một mình, em cô đơn thì than quá than. Ông thấy gì ông động tâm quý vị, ông xanh ra con sâu trong mũi bà vợ. Bà vợ tự nhiên cái con lỗ mũi nở lên bự đỏ ao à. Đó, cái ông quý thầy lại tụng kinh cái bà ngứa quá, bà hỉ mũi ra con sâu nó dằn ra. Cái bà lấy cái cây bà tính giết con sâu. Cái thầy cản đi là không phải đâu, sâu này chính là chồng của cô tái sanh lại đó. Để nó đi, chừng nào hết nghiệp ổng chết. Thì để đó mấy tiếng hồ sau ổng co lại ổng chết, thì ổng đi theo cái nghiệp của ổng, ổng đi tiếp. Vì cận tử nghiệp sẽ dẫn mình đi tái sanh như vậy. Nên trước khi chết tất cả các nghiệp quả nó dồn qua lại quý vị. Có cái anh này anh mổ heo. Cái trước khi chết đó, không biết heo gì giật ảnh không biết làm sao đó mà nó la ép chung sàn không à quý vị. Cái người ta thấy vậy, người ta đem cái dao đâm heo lại, đem cái thao nước, đem dây chối lại, ông sợ quá, ông hồng là. Quý vị, đứng là như con heo vậy đó. Có cái anh này là chuyên môn đập đầu chó, ăn thịt chó.
trước khi chết đó là đang là ngồi gì không nổi mà chung với sàn la giống hệt như ai đập đầu chó la cắn la nhiêu đó, rồi ai đi lại sủa ngồi cửa wow, nghiệp quả nó dồn lại mình làm gì thì tất cả lúc đó nó đòi nợ, thiếu ông này 5 đồng, thiếu ông kia 10 đồng, 20 đồng, đòi nợ. Cái quan của thần thức này, người ta nói quan hồn đó, mình gọi là thần thức trong nhà Phật gọi là thần thức đó, thần thức này đi siêu chưa được đi theo đòi, thần thức kia siêu được chưa đòi thì ra ngoài ráng mà sát sanh chặt người ta nữa đi, đến đó người ta đòi lại người ta chặt, đòi được kiếp này không được ta đeo kiếp sau người ta đòi tiếp, cái ân quán với nhau là nó như vậy. Trước khi chết á nó gom lại tất cả hết. Nên có cô này nào quý vị đi tu á, là năm nay 8 mấy 9 10 rồi, hình như đi tu cũng mấy chục năm nay rồi, trước khi chết quý vị cổ ăn chay trường 60 năm rồi, là 60 năm tuổi ăn chay trường á, là cấp thẻ chính quy rồi đó. Cái là không biết á, là nằm liệt giường liệt chiếu mấy năm trời, sao mà tới tháng đó bây giờ đổ nước muốn hết chạy rồi, mà bây giờ tự nhiên cái bao nhiêu nghiệp quả tràn về nhớ thời con gái á, lúc mình thước tha đi đến trường mái tóc xanh á, quen bao nhiêu anh chàng chơi với bạn bè, nhớ về thời con gái nhớ vậy thôi sao, nhớ lúc mà mình còn nhỏ ba mình vớt cá lồng rồng cho mình ăn, kho một nồi kho tộ như thế này nè, còn rải tiêu lên rắc mỡ hành lên nó bay qua miệng thơm phức, tự nhiên cái sốt ruột lên, tự nhiên cái thèm mà chảy nước dãi hai bên luôn, thèm ăn cá lồng rồng kho tiêu đó, trước khi chết mà thèm ăn cá lồng rồng kho tiêu. Cái cổ nó là mấy đứa bay ơi, mấy đứa bay tao thèm cá lồng rồng quá chừng ở giờ kiếm cho má ăn, cái má ăn má chết cũng được nữa, bây giờ má thèm quá má chịu hết nổi rồi, hai bên miệng nó chảy nước dãi rồng xuống. Con ma nghiệp nó báo nè, ăn chay mấy chục năm rồi, bây giờ ăn cá lồng rồng vô đi, đừng theo ma, đừng có theo Phật. Nghe chưa, kêu sát sanh đi, đừng cho quan hồn, cho quan ức nó theo, nó bám, nó ghi quỳ lại, đừng có giảng sanh. Nó dụ gì ma mà, nó dụ gì, nó đốc, nó xúi mình, ma nghiệp, lúc đó là nghiệp cận tương nghiệp mà, nó bao dây, nó đánh mình liên tục. Thì cái mấy đứa con nhà mới là tội nghiệp mẹ quá, thấy mẹ lâu ngày không ăn quá mới kho một cái mẹ kho cá lồng rồng rắc tiêu đồ lên thơm phức đem ra lên ăn một tô cơm lớn này, ăn hết còn đòi bớ tô nữa. Mấy đứa con cản là mấy biết mấy bữa nay không ăn, ăn vậy có nước chết á, ăn tô ba lớn nè, ăn hết cái nồi cá lồng rồng đó luôn, ăn xong rồi thoải mái rồi uống nước ực vô, xong uống nước xong cái chuyển hệ quay qua đập xuống bàn rầm, chết tao rồi tụi bay ơi, mấy chục năm tao tu hành, bây giờ tụi bay cho tao ăn cá lồng rồng kể như là đời tu tao có như là hết đường rồi à, sao tao kêu tụi bay đừng có cho tao ăn, sao bây giờ mà cho tao ăn kiểu này là tự như là tao tiêu rồi, tao không còn đắc đâu nữa được chứ, má bị đọ tụi bay ơi. Bà đập giống rầm mà khóc, cái mấy đứa con cười hả bà lên rồi, mấy đứa bay cười trên sự đau khổ người khác, tao đau khổ tới cỡ nào không mà sao tụi bay cười tao dữ vậy. Mấy đứa con là má ơi, má cá lồng rồng đâu, cá lồng rồng con kho bắp chuối cho má ăn đó, cá lồng rồng đâu. Bà nghe nói tới đó bà cười hả bà cười cái bà đứt hơi đi luôn, cái một trên đầu nóng quý vị, chết mà thỏa mãn vậy. Thì mình trước á, khi chết thì sẽ có một cái nghiệp mà nó dồn lại tới đó, nó đòi nó hướng cái tâm mình như vậy. Cũng có cái chú đó ở dưới Cà Mau á, là